Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông ngòi chằng chịt. Chính vì vậy, ghe xuồng luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Từ xa xưa, người ta đã biết dùng xuồng ghe làm phương tiện đi lại, vận chuyển và đánh bắt. Hay nói đúng hơn là những phương tiện thủy ấy đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người dân. Dần đúng như vậy. Và ngày nay thì khi mà đường bộ trở nên thông suốt hơn thì mật độ tàu ghe trên sông cũng thưa dần, đồng nghĩa có rất nhiều phương tiện thủy của năm xưa đang dần mai một. Trăn trở với việc giữ hồn cho sông quê biển cả, một người đàn ông quê ở Bến Tre đã dành hết phần tiền chi tiêu cá nhân của mình trong suốt 30 năm ròng để đầu tư cho bộ sưu tập ghe xuồng có 102. Đây là chiếc ghe hàng của thương hộ chợ nổi Cái Răng. Dù không được tạo nên bởi đôi tay thợ mộc chuyên nghiệp, nhưng nó chính xác, tỉ mỉ và đẹp đến từng chi tiết. Đây cũng không phải là những sản phẩm đơn lẻ, vì ông chủ của nó sở hữu cả một bộ sưu tập hàng trăm mẫu, gồm tàu biển đánh bắt và các loại ghe xuồng đặc trưng Nam Bộ. Từ xuồng ba lá, xuồng câu đến ghe hàng, ghe tam bản, mỗi sản phẩm gắn với một giai đoạn ngành nghề và gắn với ký ức của người làm ra chúng. Đây là một mái chèo nhỏ xíu nhưng mà y như thật đó quý vị. Thú thật khi mà ngồi ở đây thì tôi có cảm giác giống như là mình lọt vào một cái khu chợ nổi nào đó ở miền Tây Nam Bộ. Và điều đặc biệt là ở đây nó có những cái phương tiện giao thông thủy chỉ tồn tại trong ký ức của những người cao tuổi. Cái phương tiện này là mình giờ mình đi khắp cái vùng sông Nam Bộ miền Tây giờ cũng rất hiếm. Ghe tải Long An, chiếc này là chiếc ghe ủi cũng cùng thời. Còn như cái này là của tỉnh nào hả chú? Cái này là ghe tải của Rạch Gầm Sòi Múc. Ông không chỉ mô phỏng hơn 100 mẫu xuồng ghe Nam Bộ mà còn hiểu rõ về chúng qua từng dị bản. Như những chiếc vỏ lãi này, người am hiểu chỉ cần nhìn phần mũi sẽ biết ngay đâu là sản phẩm của An Giang, Kiên Giang, đâu là phương tiện miền Cà Mau, miệt thứ. Đây là một cái văn hóa dân gian của người Nam Bộ mà khi người ta đã mất đi thì không thể có lại. Đây là một cái hào. Ông Ba Léo kể, nhà nghèo, hồi 15 tuổi đã theo cha đi biển, hơn 40 năm theo nghề, 30 năm làm tài công, đến nay đã 70 tuổi, ông vẫn dành trọn niềm đam mê với sông quê biển cả. Cho nên, mỗi phương tiện, dù hình dáng có khác nhau theo mục đích sử dụng hay đặc điểm ngư trường, ông cũng nhớ như in như khắc. Ông đóng ghe xuồng bằng tâm huyết và chỉ bán cho những ai có cùng đam mê. Tôi muốn lưu giữ này cái thế hệ cho cái thế hệ trẻ nó biết những con thuyền sinh hoạt ở đồng bằng sông Cửu Long để sau này là cho nó tìm hiểu